Xin chào tất cả các bạn. Đến với clip tiếp theo của mình, chúng ta sẽ cùng nhau bình luận về cây răng nhé các bạn nhé. Đây là cây răng nhé các bạn. Cây răng này được người dân khá là ưa chuộng bởi vì nó rất là quan trọng vào dịp Tết. Và cây răng thì nó rất là quan trọng vào dịp Tết. Và cây răng nó được mọc hoang ở khắp nơi, như là ở khe suối hoặc là trong rừng dưới các cái bóng cây to. Đấy, nó thích nghi với đất ẩm ướt. Và cây dong thì cây dong còn là thời nay thì nó rất là quý hiếm, cho nên là nó sẽ được nó rất là quý hiếm, cho nên là được người dân người ta đem về nhà và được người dân đem về nhà và được là khá là nhiều người ta người ta đem về nhà người ta trồng thì trồng nó cũng dễ, nó cũng rất là dễ khi mà trồng nó cũng rất là dễ và được như là vì là có khá là nhiều người đem về trồng ở những cái nơi ẩm ướt và nó sẽ mọc ra thành nó sẽ mọc ra một bụi rất là to, rất là nhiều. Và cây dong này thì được người ta sử dụng như là làm gói bánh chưng, và người ta lấy lá người ta gói bánh chưng và gói bánh lá, và cũng sử dụng được gói bánh lá, và người ta thường gói dầu bánh nem cũng được. Thì lá dong thì nó vì là nó to, lá dong nó rất là to, và cây dong thì nó dài, nó tầm 1 đến 1,5 mét. Và dong thì hai mặt của nó đều là màu xanh và nó có cái lá nó rất là bóng, rất là trơn nhẵn. Và người ta thường sử dụng lá dong như là người ta lấy để gói bánh, thì người ta còn lá dong nó còn có tác dụng như là nó còn có tác dụng như là giải độc gan này, giải độc gan và giải độc gan và chống say rượu, cũng như là với những người bị rắn cắn thì người ta thường nhai lá dong nuốt, sau đó thì lấy bá của nó đắp lên. Đấy, bá nó đắp lên chỗ bị rắn cắn đấy, nó sẽ giảm đau và giải cái độc rắn, và còn giúp giải độc gan. Thì người ta có thể lấy lá dong người ta nấu, hoặc là nếu mà chúng ta hiếm thì chúng ta sẽ vô rừng kiếm thần nhiều về, chúng ta phơi khô đi rồi chúng ta sẽ nấu nước uống hàng ngày, giống nước lọc, uống thay cho nước lọc uống hàng ngày, và nó sẽ giúp giải độc gan rất là tốt. Và
là rong còn chống say, thì với những người mà hay uống rượu thì người ta uống rượu muốn, khi mà không muốn say thì người ta có thể lấy lá rong người ta giá cho nát, sau đó thì lấy tầm 3-4 lá người ta xay hoặc là giá cho nát rồi lọc lấy nước uống. Mỗi khi trước khi chúng ta uống trước 30 phút sau khi đi uống rượu thì nó sẽ giúp chống say rất là hiệu quả. Thì như các bạn vừa rồi thì mới cùng với mình kể về những cái chuyện kể về những cây lá rong, thì chúng ta biết được cái tác dụng của nó. Và bây giờ thì mình đã hết thời gian rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.